Thưa quý vị, ngày 2 tháng 2, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cùng các ban ngành đã đến thăm hỏi động viên chia sẻ và trao tiền cùng nhiều phần quà hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị thiêu rụi tại thôn A Rồng, xã A San, huyện Tây Giang. Các đơn vị đã gửi lời thăm hỏi ân cần và trao tặng tượng trưng kinh phí xây dựng 40 triệu đồng và 7 triệu đồng tiền mặt một hộ, cùng gạo, chăn ấm và nhiều nhu yếu phẩm khác cho 5 gia đình được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Nam. Như đã thông tin trước đó, khoảng 3 giờ 25 phút ngày 2 tháng 2, lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực nhà bếp của một hộ dân ở thôn A Rồng, sau đó lan ra các ngôi nhà chính liền kề, khiến cho 5 ngôi nhà chính và 3 nhà bếp bị thiêu rụi. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.